thầy em nay đã già, qua năm tháng miệt mài bên bục giảng ngày xưa in dấu chân của em, trường xưa rêu phú mơ hoàng hôn xuống thân thơ, em lặng nhìn trường xưa lòng nhớ bao kỷ niệm. Trường xưa vẫn còn đó, bạn cũ xa phương trời, ngày ấy ta vui đùa hồn nhiên thơ ngây qua, thầy cô vẫn lặng lẽ ngày tháng không quan ngại dìu dắt bao thế hệ lòng kính yêu vô vàn. Dòng sông vẫn lững lờ cùng năm tháng hững hờ, công ơn của thầy cô nguyện tri ân suốt đời. Thầy em nay đã già, qua năm tháng miệt mài bên bục giảng ngày xưa in dấu chân của em, trường xưa rêu phũ mơ hoàng hôn xuống thật thơ, em lặng nhìn trường xưa lòng nhớ bao kỷ niệm. Oh.
nam nữ Phật tử trong buổi sáng hôm nay, trong một thời gian ngắn gọn. Giờ này thành kính cung thánh thượng tọa Thượng Đức Tánh Quang Lâm về hậu tổ và cũng như nam nữ Phật tử để dồn về phía sau, hãy nghe chúng ta đồng nghe cái kiến thức riêng và chỉ dạy cho nhau. Nam mô thành Phật cung thánh của thầy A Tăng. Đây là kính xá Đức Tôn Sư Bà Sa Mô Phật. Mô Phật. Mô Phật. Mô Phật. À, mời toàn thể nam nữ Phật tử đồng ngồi xuống hết đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này là giờ chúng ta nghe kinh học pháp, vinh kinh thánh pháp, chiêm ngưỡng Phật Đà để mà tu hành, để lập công bồi đức trong đời sống hiện tại. Quý vị nên ngồi yên lặng trang nghiêm. Đây là một việc đã một dịp rất là khó gặp. Khó gặp thứ nhất đó là chúng ta sinh ra đời được gặp Phật pháp cũng đã khó rồi. Rồi chúng ta nghe được những lời của Đức Phật chỉ dạy cũng là khó nữa rồi. Rồi chúng ta trên con đường tu tập hành trì theo lời dạy của Đức Phật, cái đó nó càng khó hơn nữa. Quý vị nhớ chưa? Cho chúng ta nhiều cái khó mà được gặp trong cái cuộc sống này lắm. Thì hôm nay được cái duyên lành là có Thượng Tọa Thích Đức Tánh, pháp hiệu là Thích Đức Tánh, rồi viện trưởng chùa Quan Âm Thiền Tịnh ở bên Phúc Châu, là người anh em bạn lữ thâm tình với sư. Sư Đức Tánh cũng là một trong dòng phái của khất sĩ. Trước đây thì anh em cũng cùng tu trong một môn phái, trong thời gian bị hoàn cảnh. Mỗi người thì có mỗi cái trách nhiệm và mỗi người có một bổn phận. Thì người đã có những cái trách nhiệm riêng này đi qua bên Úc, rồi cách đây trên 40 mấy năm rồi mới trở lại cái tình trạng này. Lâu chứ không phải đơn giản anh đi trước dễ không ạ. Rồi trong thời gian đó thì anh em cũng không có gặp nhau nữa, là cứ tưởng là chắc lẽ kẻ ở người đi kẻ còn người mất vậy đó. Trong cái thời kỳ chiến tranh diệt giả rồi không biết còn sống rồi chết như thế nào, không có liên lạc được. Thế vì một thời hôm đó thì sư có đi qua ở bên Quốc gia gia là Thượng Tọa Phước Tấn ở bên Melbourne, là mời qua làm để khánh thành cái chùa. Rồi là lúc bây giờ sư qua đó là được gặp thầy Đức Tánh. Nói cách vậy gọi là sư Đức Tánh. Rồi thì cũng ở đó một lần, hai lần. Rồi lần thứ hai thì đi qua lần nữa thì nó lâm nạn. Ở đời thì trong vui trong may nó có đủ, trong đủ có may vậy đó. Lâm nạn nghĩa là bị chính phủ Úc, bệnh viện rồi đem vô bệnh viện người ta mổ tim. Nó xét lại thì nếu mà không mổ liền thì chết, để kết luận một cách rõ ràng vậy. Chứng nghiệm lâm sàng quay phim nó nếu mà không mổ thì chết, chắc đừng nói chi về tới Việt Nam nữa. Quyết định như vậy thì mình cũng tu rồi sợ chết sống như nữa, đồng ý cho bổ tiên. Mà cái ca bổ của sư là rất là lớn. Thường thường người ta ca bổ một sợ, hai sợ, ba sợ, bốn sợ chứ chưa tới năm sợ. Nhưng mà sư cắt đứt hết năm sợ dâm ở dưới chân.
nó thay vào những cái sợi dây ở trong tim. Có như là năm sợi dây ở nước Úc của mình, nó nói là đại phẫu thuật. Nhưng mà cuối cùng rồi, vì được bình yên vô sự, được sức khỏe rồi, mau làm. Nghe không? Nó tốn đại chứ bây giờ nói dài dòng mà biết đâu mà nói cho hết. Thì giờ đó từng gọi được ánh ổng tham biết. Thì hôm nay thì về ở đạo tràng mới bình thường sinh học trở lại. Năm nay là 76 tuổi tuổi sửu. Già rồi gì nữa? Phải không? Mà khi mổ tim rồi bữa nay như là trai 18 tuổi. Mạnh mẽ nó có độ vậy, nó khỏe gì đó. Tự nhiên cái thông, cái tim nó yên ổn, nó máu nó yên thông cơ hả? Người trước kia hai cặp giò nó luôn luôn nó bị tê nhức. Bóp nhịp đầu, bóp chân nó kêu xèo, 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 bóp. Có nghĩa là sẽ bị bệnh phong thấp rất nặng. Mà trị không hết, mổ giờ là đi không được. Mà đến khi mổ đi tim sao mà cái chân nó không hết đau luôn. Hết phong thấp luôn. Hay chưa? Rồi có cái bệnh gọi là bệnh kiết lỵ. Hay là bị trời nắng lên là kiết lỵ. Nhưng mà đến khi mổ đi tới giờ bệnh kiết lỵ cũng không còn nữa. Không còn nữa. Cho nên là xưa mà ở đây xưa đi lên dốc rồi nó chỗ đi xa rồi nó dốc không nổi. Bây giờ lên xuống chạy lên chạy xuống 3-40 vòng không thấy mệt. Nói như vậy là có nghĩa là cái ngành y tế của nước ngoài là chị rất là tuyệt vời. Khỏe bữa nay không còn bệnh, không còn gì, nó khỏe. Nói thì nói vậy chứ chưa chắc cuộc đời chưa ai thoát khỏi trong bốn thứ sanh lão bệnh tử đâu. Hôm nay chúng ta không bệnh, ngày mai chúng ta sẽ bệnh. Hôm nay không chết, một ngày nào chắc chắn rồi cũng sẽ chết. Núi non biển cả mà thấy ngày hôm nay như ngày hôm qua, nhưng mà núi có lúc lở lúc bồi, sông có lúc lên lúc xuống, biển có lúc lên lúc xuống, có thủy triều. Con người chúng ta nó ở trong những giai đoạn đó, không ai thoát khỏi những giai đoạn này. Vì vậy chúng ta được yên phước, được gặp làm người, mắt tai mũi lưỡi thân ý đầy đủ, còn ngon hơn những người màu sáng đi lãnh hoa, phải không? Phước rồi, rồi được gặp thiện tri thức nữa. Người ta những có những cái phát đại nguyện của quá khứ, là ta tình nguyện thể hiện trong nhiều cách, giống như là phát đại nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát Ba Mai Pháp đó. Ba Mai Pháp cũng ngon hơn của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Thành Bồ Tát vãng sanh Tây Phương rồi, phải xuống trần gian lại thể hiện chúng sanh muốn cái gì, họ thể hiện ngay cái đó để người ta tới độ. Thế đâu phải chúng sanh muốn làm pháp sư, họ sẵn sàng làm pháp sư. Muốn làm ma vương, họ quan thì hiện làm ma vương, để vào ma vương để mà nói chuyện nó chứ không phải chúng nó ma vương nó đâu nghe, người thiện nói người ác đâu nghe, phải vào ở với nó hướng dẫn gọi là hạnh Bồ Tát đạo. Hiểu ra chưa? Ví dụ muốn làm người thợ mộc, mình cũng mang thợ mộc vô trong đó, mình nói với người thợ mộc nghe, chứ đâu phải là mình nói người thợ may nghe đâu, nó đồng gọi là đồng nghiệp. Thành thử cho chúng ta là đều vào đó đó mà thì hiện như Ba Mai Pháp ứng hóa thân Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mau nhiệm. Cho nên đó là Phật pháp diện mầu là ở điểm đó, quý vị thấy không? Hiện giờ đạo tràng niệm Phật đã ngồi dưới mái ấm của tỉnh Xá Lợi Đà, xin được trân trọng là cái giới thiệu là cái đạo tràng này thường xuyên thường trực là miên mật để hướng dẫn cái đạo tràng này từ lâu rồi. Cái đó là được giới thiệu với Thượng Tọa Thích Đức Ráng Tánh cũng như Ni Sơ và quý Phật tử bên Úc Châu được biết. Với phía thì phải sư đó là anh Tú, còn pháp hiệu là Đồng Thảo, là chịu trách nhiệm thường trực hướng dẫn nam nữ trên bước đường tu tập. Là việc gì cũng phải có người dẫn đầu nhé. Con rắn mà mất cái đầu là con rắn, cái đầu là gọi là con rắn nữa, đi rớt vô hố, hiểu không? Thứ hai là anh Chiến ngồi trước đây, có là chịu trách nhiệm thay thế sư,
Chứ sư hơi đâu mà sư đi chăm nhà một số Phật tử này nổi, biết đâu chăm mà bây giờ cái chăm cũng nổi cũng khó đó. Phật tử ngồi đi đâu vậy, nhưng mà mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi tánh. Nói ngọt cũng la, mà nói nặng cũng la, rồi nó sáng cũng có thể la được nếu họ không được. Cho nên giao trách nhiệm mà hai ông đó là phải gánh vác trên công việc, giống như quan Âm Bồ Tát thì ba mai pháp vậy đó. Còn trường hợp của sư trụ trì nó là có trách nhiệm khác, thượng thọ thích đức tánh ở bên Úc Châu là có những cái hình ảnh rất đặc biệt, sư phải nói sơ qua cho Phật tử biết. Thượng thọ thích đức tánh ở bên nước ngoài không phải dễ dàng mà tu như ở Việt Nam. Tìm một vị sư rất là khó, thế giới vật chất mà, thế giới nó quan trọng với vật chất, ăn uống giàu sang sung sướng đi chơi rồi nhảy nhót rồi chuyện kia nọ rồi, nhưng mà tìm cái người mà đi xuất gia ở bên nước Mỹ hay nước Úc là khó lắm. Nó thanh niên nó đâu thèm, nó không phải nó thèm, nó không biết, nó không biết cái giá trị của Phật giáo. Cho nên tìm người xuất gia nó khó, cho nên thầy được tính là người Việt Nam qua đó cũng có cái sứ mạng như bạn hai pháp ứng phó thần được quan Âm Bồ Tát làm những câu hỏi mà có thể nói rằng là sư giác minh cũng không thể theo kịp, phải nói như vậy. Đây là ngồi trước Tam Bảo Chánh Điện và có sao thì nói vậy, sư được thấy và được chứng kiến có những lần từ ở Sydney mà đi qua tới nhà thờ, cái nhà con ốc đó, nhà hát của ốc, nhà sò ốc đó, là 40 cây số. Thầy Đức Tánh đi bộ cầu nguyện thế giới an lành và phát nguyện làm việc từ thiện, có đồng nào đem về Việt Nam bổ mắt cho những người bị đuôi mù gì đó. Tôi nói đi từ bên Việt Nam mà qua đây biểu tôi đi bộ 40 cây số, làm sao đi mà không, tôi đi nổi của tôi mệt chết rồi. Ông nói sư không đi thì tôi đi. Sư cái giỏi sư đi bộ đó, Phật tử chở sư đi, đi trên xe bốn bánh như này nha, mà đi bộ mà bên nước Úc mà đi bộ đến lời đường đâu đây đơn giản, người ta đi xe ao ao vu 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 mà thấy ông sư mà ao vàng cứ đi bộ luôn. Đi bộ ở cái đường vậy, đi trong lề đường á, mà đi từ sáng tới mấy bao giờ, 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều mới tới cái chỗ Sydney, cái chỗ nhà hát con ốc, nhà sò ốc. Thì ta thấy con bắt lãnh lắm, có những lần đi về Việt Nam đi một bước đi ba bước lệ một lệ, đi một ba bước lệ một lệ, có nghĩa là đi bấy giờ số lại đến đó để cầu nguyện cái chùa quê của mình được bình yên. Để thấy là những người có năng lực đó chứ, người mà lơ tơ mơ không phải hành đạo ở nước ngoài được, mình phải xác nhận điều đó chứ, cũng khó lắm. Nhưng mà thấy vẫn mặt mày đẹp đẽ không, chú cái trán này cao, đầu hối nữa chứ, ngon lành, có năng lực, còn có sức khỏe mà. Năm nay thượng tọa được bao nhiêu? 56. 56 tuổi, mà vẫn còn vững vàng như đồng không? Rồi bây giờ đây là đi về đây thì ở chùa của thầy thì ngài thì làm trụ trì rồi, giống như rồi có cô thư ký, thủ quỹ, để mà lo cái việc nhỏ nhỏ trong gia đình. Thì xin giới thiệu đó là con Ngọc Sáng. Hiện giờ con Ngọc Sáng ở đâu ấy? Con Ngọc Sáng sáng ngồi đó cười cười đó, mang cặp kính đẹp đó, không già rồi lớn tuổi mà má đỏ ửng hồng dương gái 18 này không? Đẹp đẽ cười cười đó. Sở dĩ mà thầy Đức Tánh về đây thăm viếng đây á, là nói chung lại là nhờ cô Ngọc Sáng. Tại vì trước đây là cô ở đây, trước đây cô ở đây trên 40 năm, cô cũng lưu lạc.
thời kỳ chiến tranh dẹp giải lưu đạn đó. Rồi mới ước thánh thầy Đức Tánh là nên về quê hương của con để thăm viếng. Nhân dịp đó là hôm nay chúng ta tặng quà 70 phần. 70 phần à, có thầy Đức Tánh là cụ thư ký nói cho rõ ràng, mỗi phần là 200.000, là 70 phần là 14 triệu, đúng không? À, nói cho rõ ràng, cái nó nói lỡ gì ông xung quanh đưa 20-30 triệu mấy tỷ rồi ông ăn ông nhậu đó rồi bây giờ chia ra có 70 phần đó, nói có ngày nào là chứ, đúng không? À, rồi ngày về gửi về được 1.000 đô bởi đi đổi đô có giống ở đô Mỹ 16 triệu. 16 triệu là chia ra là cơ là 14 triệu. 14 triệu không qua quá. Rồi là 70 phần chưa phải là 70 phần để nó ra vô rồi. Sư cũng ủng hộ cho thêm gạo, cho thêm mì món bao rồi. Còn cứ nghĩa là dư được 2 triệu. 1.000 đô là 16 triệu. Mà đưa cho quý Phật tử 14 triệu đó là 70 phần, còn dư 2 triệu, phải không? Dư 2 triệu ngày hôm qua tôi dẫn phái đoàn đi cho tôi tiêu hết rồi. Tiêu, ăn uống dẫn rồi đi chơi gì cái này nọ rồi, rồi coi như là hết. Coi như là nó rõ ràng. Thôi thì để mời thượng tọa tiếng nói của thượng tọa Đức Tánh nói thêm biết một chuyện nghe cho vui. Hôm nay cũng vừa cho ngài 300 đô nữa. Đó, trời ơi, ngon lành chưa? Quý Phật tử cho một lần hôm nay. Tiền đó. Hôm qua 200 rồi. Hôm qua 200, bữa nay cho 300 nữa là 500. Dừng lên luôn. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Quý ông. Lâu lâu hôm nay bạn bè trở về để làm sao mời thượng tọa mai mốt gì nữa đó. Rồi thanh biết đạo đài Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi không thỉnh ngài chứ ở đây nói tiếng quá rồi không được. Thôi ngài thanh biết một tưởng chút và ngài nói một chút rồi về vấn đề mình qua đó rồi tỉnh quản đổi nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời chư Tôn Đức và quý hòa thượng các thầy niệm hàm danh Đức Bổn Sư ba lần cầu Phật giò. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính bạch hòa thượng trụ trì Xá Lợi Đà, thành phố Đà Lạt. Hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2015. Nơi đây đạo tràng Đức Xá Lợi Đà được sự tiếp đón nồng hậu của hòa thượng và quý chư Tôn Đức cùng tất cả quý Phật tử ở tại Đà Lạt này. Quý thầy, quý sư, nhà sư rất là quan hỷ cảm kính công đức của hòa thượng đã kiến tạo trùng tu xây dựng ngôi đạo tràng này. Cách đây 42 năm, nhà sư có đến viếng thăm và có nghỉ qua đêm năm 1973. Đến đây là đã 42 năm, cho nên mới đến trở lại lần thứ hai thì rất là khang trang đầy đủ tiện nghi, và thời gian 42 năm nó thoáng qua cũng như là 100 giấc ngủ. Nhưng việc mỗi năm nhà sư có cái tâm nguyện về Việt Nam để giúp đỡ
cho những mảnh đời bất hạnh, trong đó có người già neo đơn, có những người khuyết tật, có những trẻ mồ côi. Vì đó là hạt nguyện của mỗi vị tu. Đức Phật dạy rằng Bồ Tát đa hạnh, mỗi một vị đều có một hạnh tu. Có vị thì giảng sư, thuyết pháp, giảng kinh. Có vị thì làm từ thiện, nuôi trẻ mồ côi. Có vị thì trị bệnh, hút thuốc trị bệnh. Có vị thì nhập thất, chuyên tu, tịnh khẩu. Đó cũng là những cái hạnh tu của các đệ tử của Đức Phật. Thì nhân viên Hòa Thượng đến Đức để hoằng pháp cũng là một cái tình cờ. Tình cờ một hôm đó, ngày hôm đó sư đi khất thực ngang nhà cô Phật tử tên là cô Phượng đó, thì ghé qua thì tự nhiên gặp có một vị tăng sĩ hình bóng khất sĩ ghé vào nhà đó để viếng, cho nên tình cờ gặp lại thì mới hỏi ra là ngài ở Đà Lạt. Cho nên nhà sư rất là quan hỷ vui mừng để mời ngài đến đạo tràng Quan Âm Thiền Tịnh để viếng thăm. Sau khi đó ngài đến đạo tràng thấy Phật tử ở đó cũng rất là ngoan đạo cung kính để lo chăm sóc cúng dường, rồi ngài dẫn ngài đi một vài ngôi chùa để viếng thăm và một số nhà Phật tử để viếng thăm. Cho nên từ đó về sau nó có một cái tình thâm giao giữa huynh đệ, giữa thầy trò. Cho nên ngài được Phật tử ở Úc rất là cảm kính, thương mến. Rồi sau đó ngài có một cái lâm một cái cơn bệnh đau tim. Nên hôm đó ngài đi dạo thành phố Sydney xong, tới khuya ngài đi về sáng ra ngài dùng điểm tâm. Ngài mới nói sao đêm nay khó ngủ quá, đau khó chịu quá, nên mới chở đi bác sĩ gia đình để khám được. Bác sĩ gia đình nói bây giờ phải cấp tốc chở đi bệnh viện, chứ cái bệnh này là không thể để được. Rồi nhà sư cũng nói bây giờ cái bệnh này ngài cũng muốn là mua vé máy bay để trở về Việt Nam liền, nhưng mà trở đi trễ rồi, lên máy bay thì thầy không thể nào ổn định được, nó quá nặng, phải 5 van tim. Nên từ đó là quyết định đi vào bệnh viện để khám và để mổ. Mà những Phật tử biết không, ở đó nếu mà không có thân nhân của mình, ai mà đứng ra để ký tên cho ngài mổ đấy, được một nhờ một cô Phật tử lên tên là cô Diệu Ngọc. Cô Diệu Ngọc mà dân viên nhà nhà sư giới thiệu cho cô đó, chở Hòa Thượng đi sang qua một cái tiểu bang cách 5.000 cây số, 5.000 cây số bay phải 5 tiếng đồng hồ bay đó. Nhà sư mới nhờ cô chở Hòa Thượng đi phi trường để đi qua một cái tiểu bang Tây Úc đó, thì thiếu pháp. Rồi từ đó cô mới quen biết với Hòa Thượng, thành ra cái ngày chở đi bệnh viện để mà ký tên mình cho Hòa Thượng mổ đó, thì nhờ thì cô cũng là một vị Quan Âm Bồ Tát, chứ không ai dám đứng ký tên đó. Tất cả Phật tử ai dám đứng ký tên đó. Ký tên là mình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chi phí, về tiền bạc mình phải chịu hết. Mà cô đó thì đang thất nghiệp đó, không có tiền, mà cô có một cái tấm lòng Bồ Tát. Bồ Tát con hy sinh, con hy sinh là con ký tên cho sư ông để mà cứu sư ông được. Thành ra Phật tử nghe rất là cảm động, thương xót. Thì đối với cô Diệu Ngọc đó, cũng khoảng bốn mấy tuổi thì cũng đứng cùng ký tên. Ký xong thì bắt đầu nhà thương nó mới dám mổ cho mình. Thành ra ngày lúc đó là ngày dường như là hôn mê, gần hôn mê đấy. Nên tất cả Phật tử xếp đi đều báo đạo lên, mọi người đều biết để mà đi vào đó chuẩn bị cái ca mổ đại phẫu thuật. Phật thấy là mổ năm văn tim rất là lớn, nguy hiểm, có thể là thập tử nhất sanh. Cho nên Phật tử bên đây cũng là nghe cái tin đâu, nghe cái tin một cái này rất là thập tử nhất sanh. Thành ra kia Phật tử cũng cầu nguyện và mọi người đến đây trực chờ trong lời thương, luôn khuyên để mà chờ. Thế nên qua được những cái là một cái biển lớn,
thì vào ngày xưa giác Phật tử vào thì thấy ngài nằm xanh sao, nằm nằm trong cái phòng nước da thật trời xanh sao, nói cũng chưa có nên lời, thì vừa mới mổ đó, thành ra được chết khủng bố. Họ có tấm lòng hảo tâm, có tấm lòng quảng đại, thương xót những nhà tu. Nếu mà một người đời là phải tốn 120.000 đô, tính ra là trên 2 tỷ đồng Việt Nam, tiền chi phí nhà thương năm, nó là một tới cái năm một ngày là tính cả ngàn đô đó. Còn nếu vào cái ca mổ là đại phẫu đó, một ngày phải từ 3-5.000 đồng, 100 triệu một ngày, tính cái nó lớn ghê lắm không? Mà chắc cũng Quốc dẫn cô mang và tất cả Phật tử đồng lòng hợp sức với nhau để mà lo. Thế nên cuối cùng được chính phủ Quốc và những hội từ thiện họ giúp đỡ cho ngài được mổ trọn vẹn, và Phật tử cũng không có tốn tiền, người đứng ra ký tên cũng không tốn tiền. Thành ra Phật tử cho rằng hôm nay trong đó là cái địa chỉ của ngài cũng gửi tại chùa của thầy, gửi về một cái bill của Phật tử 26.000, một lần gửi về 8.000, nó gửi về cái thứ hai 13.000, và một lần 20 mấy ngàn, nó tính tiền bệnh viện nhà nước, nghe thấy là chóng mặt luôn. Nghe rồi bắt đầu thì sư mới đưa cho cái cô Phật tử, cô dự mẫu có coi không, cũng muốn một xíu luôn. Thành ra mình đã thất nghiệp mà nên gửi về những cái bill này nè, rồi làm sao? Cho nên nhờ Phật gia hộ, nhờ Quan Âm gia hộ, rồi bắt đầu nhà nước chính phủ nói là đây là một nhà tu đi hoàn pháp, qua đây cũng không thân nhân người thân, không có thân nhân ruột rà bên đó hết, chỉ có mấy huynh đệ rồi mấy Phật tử họ có cái tấm lòng kính mến này thôi. Vậy mà Phật tử thấy vượt qua được một cái điểm, thấy được vượt không phải tầm thường đâu, nên được ngài như là sinh một lần thứ hai trở lại, được nước thuốc tái sinh ngài trở lại. Thế nên suốt cuộc đời ngài không bao giờ quên được nước Úc. Tất cả những Phật tử ở bên Úc bây giờ cả nước người ta cũng đều nghe tin đồn là hòa thượng mổ tim, có một vị hòa thượng mổ tim, cho nên cả chùa các chùa nào thì cũng nghe hết. Đó là một cái đoạn đường lịch sử ngài đã đến nước Úc và được tất cả chính phủ Úc, người dân Úc và dân Việt Nam đã chia sẻ, đón nhận, giúp đỡ cho ngài. Và nói riêng là Quan Âm Thiện Tình của đại sư thì cũng vẫn cô mang chăm sóc thăm viếng, vận động các Phật tử đến để thăm viếng cúng dường, để cho có mà ngài có một cái phương tiện đi đứng hành đạo. Và bây giờ vô nhận báo tài trước khi đi về đó, ngày xưa cũng làm một bài thơ, vì có định hướng là thì sẽ đi về Đà Lạt, vì con cộng sáng đây cổ bệnh cũng là lo hộ pháp nấu cơm nước, rồi coi sóc chùa chiền tam bảo, thì cổ cũng là người quê hương ở đây sống trước 5-7 năm, thành ra cổ cũng yêu cầu nói thầy đi ở miền Tây mấy năm nay rồi, còn năm nay thầy đi ra miền Đông đi, để cùng cho Ngọc Sáng thì cùng về quê hương, đi thăm lại quê hương. Trước là thăm đạo tràng, thì sẽ Ngọc Đà, thăm Hòa Thượng, rồi lại thăm lại tất cả các Phật tử ở tại thành phố Đà Lạt này. Thì bắt đầu nhà sư quyết định sẽ trở về, nên mới liên lạc với Hòa Thượng, hỏi Hòa Thượng phát khoảng bao nhiêu phần quà. Thì Hòa Thượng nói thôi là tượng trưng đầu tiên ta giao duyên trước khoảng 70 phần quà đi, rồi sau đó những năm kế tiếp, những năm tới là mình sẽ làm mạnh hơn, lớn hơn nữa. Thì vừa rồi nhà sư đi về đầu tiên là ở Bình Thuận Phan Thiết á, đi đây sẽ xuống máy bay rồi đi thẳng về Phan Thiết Bình Thuận, ngồi máy bay 8 tiếng, rồi ngồi ra Phan Thiết cũng 4-5 tiếng nữa, đi không thấy mỏi mệt, mình thở theo. Đi suốt từ ngày một tây đến ngày nay là 12 tây là không, ngày nào cũng đi mà cũng không thấy mệt mỏi. Tại vì sao?
Tại vì mình cảm thấy mình làm được một cái việc ích lợi cho đồng bào, cho xã hội, cho Phật pháp, mình cảm thấy vui. Đi đến đâu cũng được mọi người nở nụ cười là mình vui rồi, phải không? Như vậy thì bắt đầu rồi qua Phan Thiết, Bình Thuận, xong rồi đến Làng Tre. Tôi có nghe Làng Tre, Làng Tre Long Khánh, thầy chú Bổn đó. Thì hồi xưa cũng lãnh thầy chú Bổn nó qua Úc một tháng. Thầy được Phật tử bên đó rồi đi giảng 6 nơi đạo tràng. Và Phật tử cũng cúng dường cho thầy về để truyền cái đường đi biển đó, 3 cây số. Từ ngoài mặt đường đi vào trong rừng đó 3 cây số. Hôm nay Làng Tre thì có đèn điện sáng rực lên, 250 con người bất hạnh trong đó. Có người già, già cả neo đơn, trẻ mồ côi, bại liệt. Thật ra bây giờ 250 con người trong đó được có ánh sáng để mà họ sinh sống, làm nghề trong đó. Rồi cho nên thầy Làng Tre rất là quan hệ, đón nhận. Bắt đầu đi về tỉnh quê nhà sư là ở tỉnh Vĩnh Long, ở huyện Nga Bình, Bình Tân, Vĩnh Long. Vĩnh Long là nơi mà chỗ Đức Tôn Sư là sinh ra. Đức Tôn Sư sinh ra ở tại huyện Tân Bình. Người sư sinh ra ở tại huyện Bình Minh, cách đó là khoảng 10 mấy cây số. Đi về huyện Nga Bình Minh để thăm lại và phát quà cho quê hương, tại quê hương xứ sở của mình mà, nơi sinh ra và lớn lên. Nên được về đó phát được 200 phần quà cho 100 em học sinh và 100 gia đình nghèo. Rồi bắt đầu đi sang, rồi đi đến thăm những cái gia đình, những người nằm bệnh thì đó, người ta đi không nổi đâu. Phật tử đi ra một Phan Thiết có thấy những mảnh đời 14 đứa trẻ bị chất độc mà do cam, nó nằm một chỗ suốt 25 năm, nó như là một cái con cúc bế vậy đó, tay chân nó quéo lại chứ. Đó, thành ra cái đáng thương chỉ còn có mắt mở chớp, mà phải nuôi 25 năm, 21 năm, đứa 18 tuổi, đứa 13 tuổi. 14 em ở tại thị xã Phan Thiết, 16 em thì chết, 2 em còn 14 em đến thăm rồi cất những cái nhà tình thương nơi đó. Mà đặc biệt cái chuyến vừa rồi đi là có 3 người Tây đi, 3 bà người Úc, rặt là tóc vàng, mắt đục, mũi cao, da trắng. Nếu có dịp mình không tới hoặc là mình dắt về Đà Lạt một lần cho Phật tử hay nha. 3 người Tây và 4 người Việt đi cùng một đoàn, họ đi có 4 ngày, họ đi từ thứ 6 đến thứ 2 họ đi về, họ đi làm việc, họ rất là tích cực, chịu khó chịu khổ, ăn chay mà nằm đất luôn, gian nan, bị chấp nhận đi làm từ thiện là phải ăn chay và nằm đất, đó, cho nên phối hợp giữa là hội từ thiện Việt Úc cùng nhau để đi về làm từ thiện giúp cho đời, thành ra họ. Rồi chủ đề năm nay là mang lại ánh sáng cho người mù Việt Nam. Nên nếu ở Đà Lạt thì năm tới mà có những người bị mắc gồm đó, Phật tử cứ ghi danh sách ấy, bao nhiêu người cũng nhận hết bị gồm. Và đến bác sĩ gia đình nhận được cái giới thiệu là đôi mắt này cần phải mổ. Rồi là Phật tử bao một chiếc xe đưa lên tại Sài Gòn Bệnh viện Phương Đông số 79 đường Thành Thái, phường 14, quận 10, lúc 7 giờ sáng thì sẽ có bác sĩ mổ một ca buổi sáng là được 40 ca. Từ 7 giờ 1 tới 11 giờ là được 40 người. Cho nên một ngày này mổ được 80 người. Thành ra mổ rất là tinh vi và không đau đớn gì hết. Một năm nay mổ con, năm tới nhà mổ con. Bởi vì sao? Vì chúng ta đem tặng cho gia đình nó 50 đô rồi, sống một tháng thì hết rồi. Phải không? Còn một con mắt chỉ có 50 đô mà mình tặng một con mắt, một đôi mắt họ sẽ sáng cả cuộc đời. Đó, họ đi làm nuôi sống gia đình. Đó, họ nhìn thấy mặt vợ, mặt con, mặt chồng. Nên cái việc đó rất là lợi lạc, rất là thực tế, công đức vô lượng. Nên nhờ sự vận động Phật tử ở Úc Châu, năm nay chúng ta mục đích chính là mang lại ánh sáng cho người Việt Nam nha. Nên bắt đầu vận động tổ chức một cái chương trình là đại nhạc hội. Phật tử biết không, từ Tết ta là bắt đầu in vé ra. In vé bây giờ mỗi người bán dùm một vài vé. Một vé chỉ có 40 đô thôi. Đó, cho nên là mời các ca sĩ đó, ca sĩ ở tại Sydney. Rồi Phật tử và vận động mỗi người bán cho được một bàn, hai bàn, ba bàn. Năm nay là bắt đầu Phật tử ủng hộ được 58 bàn.
tức là 580 người về ủng hộ. Đó, Phật tử cho chàng pháo tay. Nghe là bắt đầu về cổ bắt cho em, cho người Việt Nam mừng lắm. Mọi người đều vận động con cháu về mày. Nhà sư đi khất thực, duy trì cái hình ảnh khất thực ở tại xứ Úc khó lắm, không phải vậy. Chưa có một nhà sư Việt Nam nào đi, chỉ có Miên làm phải. Thành ra nhà sư phát nguyện để chúng ta giữ cái hình ảnh của Đức Phật và Đức Tôn Sư để đi khất thực ở trên xứ Úc. Đó, cho nên được đầu tiên Phật tử cũng gặp khó khăn lắm, gặp các chùa, các Phật tử, các thầy, người ta cũng sầm sì, người ta cũng chê bai, kích bác người ta, nói xấu và đủ điều vậy. Nhưng mà bắt đầu nhà sư cương quyết vượt qua mọi khó khăn. Nhà sư còn phát nguyện về Phật tử đó, về Phật tử mở cái mạng lên, trong cái mạng là để tu sĩ thích đức tánh này, là có cái bài báo để đưa lên cái tờ báo toàn quốc luôn. Nhà sư nói nếu mà bị người ta áp bức, là đàn áp mình, cấm đón mình, không cho đi hành đạo, thì nhà sư sẽ đem những cái giấy từ thiện tất cả ra giữa chợ Karamata, ở chợ đó là chợ của người Việt khoảng mấy chục ngàn người, ra ngồi đó bắt đầu đầu tiên là kinh thực định hốt cho thông báo là Phật tử phía trước là kinh thực nha, thầy sẽ kinh thực. Lần thứ hai là sẽ tự thiêu đó, cho nên làm cho chấn động cả nước Úc luôn, làm cho mọi người xôn xao luôn. Bởi vì mình này mình ra phát nguyện đi khất thực là hành vi của Phật, đi làm thực hiện cũng đâu chức trách mà bây giờ ta cấm đón người ta theo gọi là quấy rối mình, theo chụp hình, chụp hình đi gửi đi từng nơi luôn, tuyên truyền xuyên tạc bôi bác đe dọa luôn, báo cả cảnh sát luôn, kêu cảnh sát bắt bắt nhà sư, nhà sư thế này, cảnh sát nó không có làm cái đâu đi bắt không. Không đi ngoài đường đó, ta tự nguyện mà, tự do sứ tự do tín ngưỡng mà, cho nên cả cái một báo cảnh sát bắt luôn, có thấy ghê không? Nên nhà sư phát nguyện một câu đó, người ta chửi mình cũng đi, người ta đánh mình cũng đi. Có lần Phật tử biết không, đi có đi ngang là nó dùng cái cuộn chỏ nó hất cái mình bắn dăng cái nắm bắn xuống luôn đó, nó khủng bố tới mức đó luôn đó. Đi ngang bắt đầu nó thấy là bắt đầu nó bị sự là ai xuống được phá đi gần gần nó hất cái cuộn chỏ nó hất vô cái mình bắn hai lần như vậy đó, dăng cái nắm bắn xuống luôn đó. Là bắt nhà sư biết đó là chứng như là cái trận đó. Nên cẩn thận cái sao là đi mà thấy nó ghim là mình phải chặn lại. Lần sau mà thấy nó ghim lại có chừng á, nó khủng bố á, mới chơi đâu, nó tấn công mình á. Nên người tu phải chấp nhận gian nan, bởi vì mình là đệ tử của Phật, là chiến sĩ Như Lai mà. Phải hy sinh, nữa là bao nhiêu gian khổ mưa nắng, tưởng á, bên đó trời mưa cũng đi, trời mưa gió cũng đi, cũng còn sáng là cũng chứng kiến này. Trời nắng chăng chang 30 mấy 40 độ cũng đi, trời mùa đông giá buốt lạnh cống chân cũng đi, chưa ai khổ bằng như nhà trước mà chưa có cái chùa nào mà nhỏ nghèo nhất ở nước Úc. Trời mưa một cái là phải bưng thao lên dưới dột tan dột nát hết á, bị những nhà thuê đó, nhà mình thuê chứ là đâu có làm kiên cố được, làm tạm thời. Cho nên hòa thượng đi qua vẫn biết là trời mưa phải đi hướng lấy thao hướng từng chỗ từng chỗ, phải lao chùa này hết, cực khổ lắm mà chẳng thấy. Mà Phật tử đây có nhiều vị qua cửa trong và qua bên kia cái chùa không thể Đức Thánh lớn gì không? Thầy lại che nó đi, nó trời ơi, tưởng tượng là chùa thầy này lớn gì không? Qua cái bằng một cái không bằng một cái là một cái phòng không luôn. Nhưng mà cái tấm lòng của mình, tấm lòng cao cả, tấm lòng ba la, không phân biệt là đang công bất công khách sĩ gì hết. Bảo là chúng ta được 10 vị rồi đó, đang đi sang bên nước để mà thăm viếng Phật pháp. Tuy là một cái đạo tràng rất nhỏ bé, hòa thượng đi đến như vậy. Mỗi lần hòa thượng đến thì sư phải dẫn đầu gửi lên đài tiếng Việt, gửi lên báo, rồi điện thoại từng người Phật tử trong nhóm. Ví dụ là nhóm này mấy người là điện một người đó, người đã báo cả nhóm có hòa thượng Thích Giác Minh trụ trì tỉnh sát Phật Đà Lạt là đến tại thành phố xuất đi để hoàn pháp, để thăm viếng Phật tử, mời tất cả Phật tử về để tham dự thính pháp.
thì sư phải lo vận động, chứ mình không vận động người ta đâu có biết mà đến nghe. Thì bà thượng đến đây giảng là khoảng 5-60 người, vận động Phật tử bên đâu khó lắm, kiếm 5-60 người về nghe pháp cũng là khó rồi. Nên xả thân chịu đựng, làm sao mà lợi làm cho Phật pháp lợi lạc cho chúng sanh. Thì đây ra có bài thơ anh gửi cúng dường hòa thượng với lại cúng dường đã gửi tặng với Phật tử nha. Bài thơ tặng người người nghèo và Phật tử Đà Lạt. Ngay vậy là Phật cho chàng có tặng. Trước khi đi về ban đêm ngồi thâu thích để viết vì làm tre một tờ, về mỗi một nơi một tờ một bài thơ. Rồi Đà Lạt cũng có lắm người nghèo, nhà cửa dân tộc thì treo leo, ngoài thành hồn hào xe qua lại, miền núi vắng tanh dân vẫn nghèo. Đà Lạt là thành phố sương mù, đạo tràng thanh tịnh lắm người tu, đến đây giúp đỡ người khôn khó, đường xa xa xôi khổ mặc dù, đường đèo dốc núi rất khó đi, giúp đỡ cho dân chẳng ngại gì, phụng sự chúng sanh hành Bồ Tát, ích lợi mọi người ta cứ đi. Ngọc Đà tỉnh xa đất trang nghiêm, có đợt nơi đây hãy đi tìm, hòa thượng giác minh lo hướng dẫn, lô niệm từ thiện một cuốn phim, hơn 40 năm xưa đến đây, hình ảnh luôn ghi bao tháng ngày. Ngày xưa đựng rậm nhiều thú dữ, Đà Lạt ngày nay đã đổi thay, người già người bệnh trẻ mồ côi, bộ phận nhà tu chẳng yên ngồi, cứ lo phụng sự cho xã hội, sức kiệt hơi tàn già mới thôi. Đà Lạt thông cảnh tuyên dời, lắm người khốn khó nhiều người cô đơn. Rồi, nghe cho chồng có tay. Ngọt ngào quá ta. À, rồi, bài thứ hai này là giọt nước mắt của người cha. Người cha là tượng trưng cho hòa thượng đó. Và thượng ra đi đó, ra đi xứ lạ quê người đó để mà gieo duyên vào pháp. Bài này Phật tử nghe là cảm động và rơi nước mắt nha. Nước mắt người cha đã rơi nhiều, từng đêm thao thức thấy quạnh đến nơi đất Úc lo quằn
dòng lệ tuôn rơi lúc xế chiều. Khi nghe tin này, Lâm Trọng Bình là tất cả Phật tử đều rơi lệ, chẳng những ở tại Việt Nam và tại Úc Châu. Nương mắt người cha ai có ai đêm đêm trắng trở già hoài, tuổi già sức yếu thêm làm nặng nhìn ăn nuôi trẻ chiều đắng. Người cha đã đi ở nước ngoài, bình tĩnh giải phẫu nào ai ai. Cũng vì Phật tử đàn con trẻ, chùa lớn Phật to chẳng đôi. Tâm quý Phật tử thấy còn chùa thầy nhỏ bé đơn sơ, nhưng mà thầy sư rất quan hệ và Phật tử đón tiếp ngài một cách cung kính, lo chăm sóc dưỡng nuôi ngài từ lúc một đến lúc sức khỏe bình phục để đưa ngài trở về quê hương để đoàn tụ cùng Phật tử tịnh xá Ngọc Đà đó là hôm nay. Cái câu này thầy nói không phải chỉ trích em, cũng có rất nhiều chùa lớn bên nước Úc mà cũng không có đối hoài, không có thăm viếng ngài luôn đó. Đi lang thang như kẻ không nhà, đến thăm chùa bạn già son xa, tiếp đãi lơ là không quan thì đáng thương cho những đấng làm cha. Mai thay gặp đạo tràng quan âm, mỗi đêm cầu nguyện vái niệm thành. Hòa thượng giác minh qua cơn bình Phật tử Đà Lạt qua xa sông. Phật tử ta đến đâu có săn sóc này được à, chỉ nhờ Phật tử bên nước Úc thôi. Lúc đó sư và Phật tử nước Úc phải lo quan tâm săn sóc. Ở đây Phật tử chỉ là biết cầu nguyện thôi chứ không có gần gũi với săn sóc cho ngài từng chén cơm là liên nước được. Không may mồ đã sanh cỏ rồi, Phật tử Ngọc Đà lệ tuôn rơi. Nước Úc đã tái sinh thầy lần nữa, hòa thượng trong tim nhớ suốt đời. Lời thơ kỷ niệm tỏ bài, giúp cho Phật tử mỗi ngày bình an. Thử nghe buồn không? Hay không? Đó lại hay không? Hay hơn là trong con tim đó. Hơn hơn cái lương mà. Nghe này giống như giống như ca sĩ Minh Dương không? Minh Dương Minh Phụng rồi ông Mạnh ấy nha. Minh Dương Minh Phụng rồi hát hay chứ, còn tay ca rồi hay rồi có tấm lòng nữa. À tuyệt vời. Thôi nhớ bài ha, kỷ niệm này nhớ nhớ mãi nha. Hẹn lại nha. Những kỳ tới rồi cần nhờ mà thầy thượng nói vài câu. Nhờ chân định những bài thơ vừa qua như thế nào.
Cái bài thơ thì tuyệt vời rồi. Thượng tọa Thích Đức Thánh này giỏi nhiều mặt lắm. Vừa kiên trì kiên nhẫn, vừa tu hành, vừa đi khất thực, vừa đi bộ, vừa đi tam bộ nhất quái, vừa làm thơ văn nữa. Mà được cái tướng mạo đẹp chứ bộ không? Tướng tăng người ta nói là tu phải có tướng á. Tướng tăng cũng ngon lành nè. Tai cũng lớn này, nói là cái tướng là những người có duyên với Đà Bát á. Mà hôm nay thì nói cho nghe vậy, thật sự thì sư cũng không biết nói làm sao mà cho nó hết lời. Dùng ngôn ngữ văn tự để diễn bày thì nó cũng không có đủ hết ý nghĩa đâu. Cái tình cảm anh em thiêng liêng rất là quý báu, cho nên không thể nào nói hết được. Chữ ghi nhớ và khắc sâu trong tâm khảm, và đỡ cố gắng làm trùng một phần của mình trong mỗi lúc mà đối với Đạo Pháp cũng vậy. Thế gian thì cũng vậy. Một lần nữa rất là chân thành tri ân, biết ơn Thượng tọa Thích Đức Thánh và cô Ngọc Sáng. Qua đó cổ thường cho chứ ăn gì biết không? Ăn xôi. Xôi nói á, nấu rồi đỡ rồi, cứ đỡ rồi đỡ tôi làm rồi đến khi muốn ăn cái hấp cho nó nắp nó mềm lại là ăn không? Rồi phải nói ra tại quê viên, quay đây chút đi. Nó sẽ gỡ lời thăm cô Thanh Y Tá. Cô đó là cô Thanh Y Tá, là cô Phật tử Thanh, nhưng mà Y Tá ở bệnh viện Mỹ quá bệnh mừng lúc đó. Cô nói tiếng Anh rất giỏi. Ăn uống bệnh gì cái là cô thông dịch lại. Sư cũng biết tiếng Anh giáo công, nhưng mà bệnh mà làm sao mà nói với được thì một nhờ cổ chuyên môn cái phương pháp, rồi cô đem về cô nuôi nấng, cô chở đi thay vết thương hàng ngày, chứ đâu phải đơn giản khi mà xuất viện á. Trong đó có công ơn của cô Diệm Đạt, cái cô ký giấy gan mà nghèo mà dám ký giấy. Cô nói sư phụ chết cái con cũng chết, con không sợ em. Thò tiền vô cô ký với ai không biết, mà ký một cái tới chừng là nó lấy tiền, lấy tiền cái người ký đấy chứ đâu phải lấy tiền của sơn. Thì nó không biết giỏi ký đi cô ký, không nói mà cô cứ cô ký gào đó là Quan Âm Bồ Tát rồi. Rồi cô Diệu Thánh nữa, cô Thánh nữa, vợ chồng cô Thánh nữa, đâu phải đi tắm nữa thì có cái đàn ông vô nó ảnh đi chứ đâu phải đâu các bà con. Nó bỏ anh xin ảnh đi vô trong nhà tắm rồi mở nước nắng nó tắm nó chà nó rửa với mình, nó cổ cầm không được hết. Tắm đàn ông tắm đến phải là rồi ăn uống rồi cho cô Thắm cô Diệu, nhất là nhờ cô Diệu mà cô Diệu rồi cô Thanh Đát rồi cô thuê một cái nhà cho sư ở xuống không, mà nhà là mỗi tháng phải trả tiền cho Úc chứ. Mỗi tháng là đưa cho nước Úc $1, có $1 à. Cái nó từ thiện, nhưng mà cái nước ngoài thì nó phải rõ ràng tiền bạc vậy, cho nó không cho, nó lấy tiền giá rẻ thôi. Thay thì là một ngày thì 400 nhé. Nếu một tháng là bổn tiền lắm, nhưng nó lấy cho $1 thôi, còn ký tên đưa nó $1. Quá sướng như vậy là không phải là Quan Bồ Tát cứ hả? Quý Phật tử cứ tin đi. Ai được như vậy không? Qua thăm nhân mà gặp nhiều người giúp đỡ. Cho nên giống như sư về Việt Nam, giống như người từ cõi chết trở về nhiều tiền chứ. Cho nên mình sống được ngày nào đây là cũng biết ơn chúng sanh, biết ơn mọi người, biết ơn đất nước lửa gió, biết ơn thầy tổ, biết ơn bạn bè. Hôm nay mình mới thành tựu được như vậy, chứ không phải là một mình mà được, gọi là duyên mà. Bây giờ là cũng cái ơn của cô Ngọc Sáng nha. Cô Ngọc Sáng là cô thường cho xôi ở bên đó rồi. Bây giờ đây để chấm dứt chương trình, để Phật tử ra tu rồi xin trân trọng kính mời cô Ngọc Sáng hát một bản nhạc tặng Phật tử cô Ngọc Sáng bà. Hát bản nhạc gì? Hát bản nhạc gì?
ta đã phong hôn vậy đó. Tùy bây giờ trên đạo tràng mà không hát hát là phong hôn chi? Coi thử đứng mẹ Quan Âm. Rồi mẹ Quan Âm rồi. Hát bài nhạc là chúng ta có tiếp nữa. Giới thiệu trước. Dạ, xin chào sư và thầy Đức Tánh. Để giống đốt chuyện cuộc học sáng xin trình bày nhận lẫn lại mẹ Quan Âm lãnh đạo gia đình bà đây quê lại nó là có mặt về nhà sáu, thăm sư Giác Minh ngày xưa là cũng là bạn dần chung với gia đình rồi trở lại đây thật là nhớ cảnh cũ cũng trọng đậm quá nói được. Xin trình bày nhận phẩm lại mẹ Quan Âm có gì sơ suất xin quý vị nhìn tình tha thứ bỏ qua cho. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Chấp tay quy kính lời người thiết tha con thân. Xin được trả thay lời cho toàn thể chư vị đồng tu và Phật tử.
Dạ con năm hết đến Châu xin thành kính được cả đảnh lễ nhị vị thượng tọa Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý sư, vừa qua đạo tràng chúng con cũng đã được thượng tọa nhắc lại cái quá khứ trong năm vừa rồi khi thượng tọa của chúng con ở tại Tịnh Xá Ngọc Đà đã lâm trọng bệnh và đang ở tại xứ người. Kính bạch quý sư, kính thưa tất cả quý chư vị, chúng con vô cùng thật là xúc động sau khi được nhà sư đã mô phỏng lại tất cả mọi cái diễn biến trong quá trình khi sư phụ của chúng con lâm trọng bệnh tại xứ Úc. Nếu quả thật mà không có cái sự trợ duyên của sư Đức Tánh, thượng tọa Đức Tánh cũng như một số quý Phật tử tín tâm tại Quán Âm, tại chùa Quán Âm, thì không biết giờ này sư phụ của chúng con có còn được ngồi ở đây như vậy hay không. Và chắc chắn rằng nếu như sư phụ giác minh của chúng con, nếu giả sử đã là xả bỏ bản thân này cách đây 2 năm, thì không biết tới giờ phút này đạo tràng chúng con sẽ nương tựa vào đâu. Đây là một sự thật rất là rõ ràng. Mặc dù đạo tràng chúng con cũng đi rất nhiều nơi, nhiều tỉnh xá và nhiều chùa để tu tập, nhưng khi chúng con đặt chân đến đâu thì ở đó đều là cái ơn sâu nghĩa nặng. Và đặc biệt đối với tỉnh xá Ngọc Đà đây thì là cái nôi để mà nuôi dưỡng chúng con từ thuở bé thơ tới giờ. Có nghĩa là khi mà chúng con vừa thành lập được một cái đạo tràng tịnh độ, lần đầu tiên chúng con, anh em chúng con cũng đã về đây để gặp sư phụ chúng con là thượng tọa Thích Giác Minh. Và chúng con cũng xin phát nguyện hạnh tu của mình là tu niệm Phật phát nguyện vãng sanh. Thì sư vô cùng hoan hỷ và cho chúng con về đây để tá túc tu học. Như vậy thời gian trôi qua cũng đã gần 7-8 năm nay. Trong suốt thời gian như vậy, sư cũng đã tạo mọi cái điều kiện về cái cơ sở vật chất, rồi tất cả mọi thứ trong cái ngôi tịnh xá này, sư đã để cho chúng con rất được tự do mỗi ngày thứ tư hàng tuần về đây để tu học. Đồng thời sư cũng thường xuyên thăm viếng rồi hướng dẫn nhắc nhở cho đạo tràng chúng con trên bước đường tu hành. Bởi vậy cho nên cái ơn của sư phụ chúng con thì chúng con xin là khắc cốt ghi tâm. Cho nên vừa rồi được sư Đức Tánh cũng đã trình bày lại, thuật lại cái sự việc, chúng con cảm thấy giống như là cái cuốn phim quay ngược lại quá trình đau bệnh của cha mình. Mà quả thật chúng con ở tại Việt Nam không hề hay biết. Nếu có biết chăng nữa thì cũng chỉ qua cái nguồn thông tin mà thôi. Còn cái thực tế chúng con không được tận tay chăm sóc và có thể dâng được cho cha mình, cho thầy mình một bát nước hay một chén cháo. Cho nên khi nhắc lại cái đoạn này chúng con cảm thấy đúng là chúng con vô cùng là xúc động, bởi vì thiếu duyên mà. Nhưng hôm nay được một sự may mắn, phần của sư phụ vẫn đang còn tại thế để tiếp tục phổ độ chúng sanh. Cho nên ngày hôm nay sư thầy của chúng con vẫn còn hiện diện ở đây. Thì nói chung chúng con xin thay lời còn thế chư vị đồng tu ở đây xin thành kính tri ân cảm niệm công đức của sư Đức Tánh cùng toàn thể quý chư vị Phật tử ở tại bên Châu. Và chúng con thiết nghĩ rằng chúng ta là con chung một cha, thì tuy rằng có cách nhau hàng ngàn cây số, hàng vạn dặm đi chăng nữa, nhưng tất cả chúng ta đều cùng nhìn về một hướng,
là đệ tử của Như Lai, thì dù là xuất gia hay tại gia, thì trên con đường của chúng ta cũng làm sao khi còn sống chúng ta mở rộng cái lòng yêu thương để bồi đắp cho nhau, ban đến cho nhau những cái niềm vui trong cuộc sống, sắp tấn và hướng thiện cho nhau đi trên con đường tu hành giải thoát. Và tuy rằng đường xá xa xôi, Hòa Thượng, Thượng Tòa cũng như quý Phật tử trong đoàn từ thiện hôm nay cũng đã có duyên lành trở về Việt Nam và ghé về lại Trường Sa để thăm viếng sư Giác Minh trong từng vấn đề, đồng thời thăm viếng đạo tràng chúng con. Một lần nữa, chúng con xin được tri ân cảm niệm, đồng thời chúng con cũng xin cầu nguyện mười phương chư Phật, gia hộ, nhị vị Thượng Tòa và sư cô, cũng như toàn thể quý Phật tử tại Úc được Pháp Thị Khinh An, chúng sanh dị độ, cùng toàn thể quý chư vị Phật tử thanh tâm thường được an lạc. Hôm nào quý sư lên đường tiếp tục trở về lại trú xứ, xin cầu nguyện cho quý Thượng Tòa cũng như quý sư, toàn thể quý Phật tử trên bước đường được thịnh thường lộ bình an, tai qua nạn khói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.